Một vị hỏi là cho con được hỏi làm sao để mình có đức tin về tái sanh luân hồi. Ví dụ con muốn cha mẹ giữ năm giới cơ bản thì cha mẹ không tin có tái sanh. Xin thưa với quý vị đó, có một số chuyện mà mình phải cần một số cái điều kiện cụ thể. Ví dụ như tôi muốn thấy vi khuẩn, tôi muốn thấy virus thì tôi phải có kính hiển vi tôi mới thấy được. Cũng vậy, muốn thấy được cái cảnh giới tái sanh của mình rồi của những chúng sanh khác, ví dụ như mình muốn thấy được địa ngục, mình muốn thấy được cõi trời, thì mình phải có một số công cụ đặc biệt. Một là thiền định thần thông, hai là xài bùa chú. Mà bùa chú thì thời nay sư cũng không tin lắm, tại vì nó xuống cấp hết rồi. Bây giờ mình chỉ có mấy cái mà ba mớ cho vui thì họa mai, chứ còn sư không tin lắm cái chuyện mà bùa chú mà còn như hồi thời Đức Phật. Có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông thì sư không tin lắm, nhưng mà bùa vẫn có thể làm được. Mà sư cũng không khuyến khích, tại chơi bùa không bao giờ là chuyện tốt, không phải chuyện tốt. Nó giống như là mình một cái sự giao dịch, tôi muốn có được một cái năng lực như thế này, tôi phải trả giá một cái gì đó tương ứng, nó là một cái sự giao dịch. Cho nên sư ví von cái người mà chơi bùa giống như là mình uống rượu độc để mình giải khát vậy đó, nguy hiểm, cho nên là sư không khuyến khích. Cái thứ hai là mình thiền định có thần thông thì khi đó tự nhiên mình thấy mấy chuyện đó. Còn ngoài ra mình không có thì mình chỉ có thể nương nhờ lời nói của những bậc trí, ví dụ như Đức Phật, thì Đức Phật nói thì mình tin. Chứ còn muốn thấy thì quý vị phải tu thôi, chứ không tu sao thấy. Nhưng mà như thế này, có một số người họ không tin cái chuyện luân hồi, không tin cái chuyện quả báo. Nhưng mà riêng về năm giới đó thì thậm chí không cần phải có chuyện luân hồi quả báo vẫn nên giữ năm giới. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nền tảng của hạnh phúc. Ví dụ như nếu như mà mình không tôn trọng sức khỏe và tánh mạng của mình và người khác thì mình sẽ sống trong một cái gia đình bạo lực, thích đánh lúc nào thì đánh, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, không vui không buồn cũng đánh, một ngày ba bốn cử là chuyện thường. Và một cái gia đình mà sống bạo lực như vậy đó, thường thì con cháu, sư không tin một gia đình đó gọi là một gia đình hạnh phúc. Và rất nhiều người vì cái chuyện là ví dụ như cha mẹ cãi nhau, rồi cái cha mẹ đánh nhau, rồi những cái chuyện bạo hành trong gia đình, họ chịu không nổi và họ tìm cách họ trốn. Ví dụ họ có thể họ từ họ còn nhỏ là đã bỏ nhà đi. Và sư hỏi quý vị, với con nít mà đâu phải như người lớn mà 20 30 tuổi ra ngoài có công ăn việc làm. Ví dụ như con nít mà mới có mấy tuổi hoặc mười mấy tuổi ra ngoài kiếm cái chuyện gì làm, bắt đầu lang thang, rồi sẽ có người nuôi nó, cho nó ăn, cho nó ăn một thời gian rồi sẽ cho nó làm. Mà thường là làm chuyện bậy là nhiều, và cứ thế là cuộc đời nó đi vào cái đường tăm tối chỉ bởi vì cái gia đình không có hạnh phúc. Thì theo quý vị như vậy có nên tôn trọng sức khỏe của mình và người khác hay không? Nên chứ, dù không có quả báo gì hết trơn, sư giả dụ như không có quả báo thì mình đời sống mình vẫn nên. Rồi cứ tưởng tượng nếu như mình không tôn trọng tài sản của mình và người khác, sống ở trong nhà mà bóp tiền hở ra cái mất, sống ở trong nhà mà điện thoại hở ra cái mất, thì hỏi gì mình sống gì mà có yên không? Sống ở trong nhà mà anh chị em không tin tưởng được nhau thì theo sư thì hình như cũng không phải gọi là gia đình hạnh phúc. Cho nên dù không có quả báo, không có luân hồi tái sanh, mình vẫn nên giữ năm giới. Và sư cũng tin là sống trong một gia đình mà ông ăn chả bà ăn nem, sư không tin cái chuyện đó còn gọi là gia đình hạnh phúc thì sư không tin rồi đó. Nhiều người
mình thì sao cũng được, nhưng mà vợ của mình thì phải chung thủy với mình, thì hình như là nó nghịch hay sao. Nhưng đàn ông mà thí dụ như ra ngoài thì cứ thích ngủ với bà này, thích ngủ với bà kia, mà bắt bà vợ của mình mà phải chung thủy với tôi, bà không được ăn nằm với thằng khác. Hình như là nó theo sư thì hình như nó kỳ lắm. Nhưng mà nếu như nãy sư nói ông ăn chả bà ăn nem thì cái gia đình nó cũng tan nát hết trơn à. Và con cái thì chắc chắn là nó sẽ có lệch lạc về tâm lý, và nó sẽ bị ám ảnh tinh thần khi một gia đình cha mẹ mà ngoại tình. Tương tự như vậy, rồi cũng có những gia đình rồi cứ về thì thấy cha ông thì ổng bày cái bàn nhậu ra, rồi bạn bè tới bù khú, rồi ngày này qua tháng nọ. Thì theo hình như là không cũng không bà vợ nào khoái chồng nhậu hết trơn. Mà bây giờ thì như đàn bà họ cũng nhậu luôn, họ không ngán gì đàn ông. Coi như là ông nhậu, ông bày cái bàn của ông, tôi bày cái bàn của tôi. Rồi cứ thế là mạnh ai nấy nhậu. Và gia đình như vậy cũng không phải là một gia đình hạnh phúc. Cho nên dù cho không có chuyện luân hồi tái sanh thì việc giữ năm giới vẫn là chuyện nên làm. Còn đương nhiên thì mỗi một chúng sanh có nghiệp của mình, mình khuyên hoài mà họ không thay đổi thì thôi. Mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. Cái chuyện cần làm là mình nỗ lực, mình tu tập. Khi mà mình tu mà mình gọi là mình có được một chút gì đó rồi đó, thì mình mới có cơ hội mà mình hướng dẫn lại gia đình của mình. Chứ còn mình nói bây giờ ốc không ăn nổi mình ốc, mình lo cho mình còn không xong thì mình lo cho ai. Thành ra đó, quanh đi quẩn lại vẫn nên tự tu cho mình là chính. Khi anh tu được rồi đó thì anh sẽ có cơ hội anh giúp người ta.